Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Có phải là hai dầm chứ hả? Bảy tay hết rồi hả Danh? Dạ. Còn nhớ quy tắc đây như thế nào không? Tay thôi, đã bị thua. Còn để ở trái xem rất thủ. Nói, tại sao? Tại sao? Dạ. My ơi, hai thêm hình nữa được không? 73 tiếng 2. Thật ra thì trước giờ thì My hay thể hiện một cái nhân vật hiền, nội tâm, hay buồn. Đây là lần đầu tiên My thể hiện một cái vai cô kỹ nữ. Và trong đó cũng có những cảnh mà hôn, cảnh nóng. Thì thật sự ban đầu thì rất là sợ, rất là ngại. Trong các cô thì nhân vật Mai Thị là một nhân vật thân thiện nhất. My phải thể hiện cái sự sắc sảo của một cô kỹ nữ. Và bên trong cái sự sắc sảo và điêu ngoa đó thì sẽ có một cái bản năng thực sự của cô này, đó là cô vẫn rất là hiền, cô vẫn rất là khao khát tình yêu. Và cô vẫn muốn sống chan hòa với mọi người, sống nhân hậu. My nghĩ đó là một nhân vật rất là hay, rất là dễ thương. Bụi trước luôn á. Mấy con mà khóc lắm vậy. Cái bụi ngay cái khói á. Nói rằng là cảnh này là chúng tôi đã phổ về hết sức. Đã. Đã. Đã không? Ôi, xin lỗi. Đã không? Đây, không. Một cục này đủ rồi. Đây. Đi không? Thò tay qua rờ đi. Kia cô bé, cô bé ra. Cô bé ra chơi. Cô mở ra cho. Ra liếm đi, không sao đâu. Giờ đây. Liếm. Bên này này đừng nghe bên nhà. Về về điểm cũ đi. Không dỗ con được nhỉ. Mày vô chơi nó, mày vô chơi nó đi cho nó quen đi. Mày vô chơi nó cho quen đi. Thôi đừng có khóc nữa mà. Ở trong đi về chăm con cá. Nó nóng, nó nóng cái đầu nó. Chị chưa nổi. Ở đây chút nữa. Dài đồ nữa. Dài thì khỏi chứ chăm đất thì sao? Không sao đi đất được, trên này nó không đi được đâu. Thì con nó phải. Nó ngồi. Nóng quá mà. Nóng quá mà phải không? Anh Dũng ơi. À thôi thôi thôi. Ah.
đây bé bé. Đá đâu? Đá đâu? Con bà khóc và bà cười. Trong phim Mỹ Nhân Kế thì có lẽ là My là người trẻ tuổi nhất trong các kỹ nữ. Là một người trẻ tuổi thì My cảm giác là mình lúc nào cũng được ưu ái hơn. Giống như là mình làm cái gì chưa tốt thì có thể là mọi người sẽ bỏ qua cho mình dễ hơn. Mai Thị ơi, kéo lên là em nói liền nha Mai Thị. Em chần chờ lâu quá. Khi mà mình trẻ hơn thì mình cảm thấy là mình có cơ hội để học hỏi nhiều hơn từ các anh chị đi trước. Ví dụ như là trong phim này thì có những phân đoạn My làm chưa tốt thì chị Hà, chị Hằng, chị Quyên là những người chị lớn tuổi hơn mình thì họ đã chỉ dẫn cho My rất là nhiều từ trong cách thoại và từ trong cách diễn xuất. Tôi đi chút. Đúng rồi đó. Sao? Tốt. 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 Chém nè. Vào không? Chém. Không sao. Trước khi bấm máy khoảng 2 tháng thì My và chị Quyên hầu như là từ sáng cho tới tối đều có mặt ở sân tập để tập. Lịch tập đó là từ 9 giờ sáng tới 12 giờ rưỡi, sau đó nghỉ trưa, rồi khoảng 2 giờ vào tập cho tới 5-6 giờ tối, rồi tối phải tập cầu may tiếp nữa. Cái khoảng thời gian đó quả thật là rất là đuối luôn. Tập võ nặng đến nỗi mà tay chân nhức mỏi quá, về nhà không thể nào ngủ được luôn, mà nửa đêm là phải dậy lấy chai thuốc ra xoa bóp. Quả thật là một cái thời gian không thể nào quên được trong cuộc đời. Vì thứ nhất là chưa kịp đi mua giày. Các anh chị em ở đây là ai cũng đi chân không hết, mà mới cảm thấy đi chân không thì nó nhẹ hơn, nó thoải mái cái chân của mình hơn, nhưng mà nó cũng hơi đau. Cho con ly nữa, chanh dây. Cảm ơn nha Dương Linh. Mà có đàn chanh dây luôn vậy. Làm ca sĩ nghe nói giàu lắm mà. Đâu cũng ngu, bị khùng chứ đâu cũng ngu. Chặt sơ mi hả? Ủa, đá một cái tự dưng đau quá, chắc là chặt cái khớp này rồi, khớp cuối chân. Quả rồi. Quả nè. Thì đập chúng à? Thì cay đập. Em tối ngủ không được. Thì đau nhức quá ngủ không được. Ban đầu thì bị xước hay bị bầm gì cũng rất là coi như là nghiêm trọng hóa vấn đề. Về nhà là như là bù lu bù loa rồi xoa dầu này kia nha. Nhưng mà càng về sau á, các vết thương càng nhiều. Tại vì có những cảnh quay rất là cận cho nên là phải dùng kiếm mà đau thật luôn. Bị va chạm, bị đập quá nhiều rồi. Nên là càng về sau phim thì càng coi chuyện đó là bình thường. Và My nghĩ cũng rất là hay. Trước giờ thì mình trè một chút, mình đã là cảm thấy rất là đau khổ rồi. Sau khi đóng phim này thì lăn lộn bò trường, hít bụi, rồi bầm tay, bầm chân, bị chảy máu tùm lum hết.
mà vẫn cảm thấy rất là bình thường và mình rất là enjoy. Mình nghĩ là tất cả các diễn viên luôn sau khi mà đóng phim này thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho cục đá đi bác sĩ ơi. Không sao. Không sao, không sao. Bị gì vậy? Rồi, giãn, giãn, giãn gì vậy? Thôi, rồi, bớt ra, bớt ra, bớt ra, bớt. Sao không sao? Toàn mặt thôi. Rồi, cho một khúc giải lao. Hầu hết là tất cả các cảnh võ thuật đều do các diễn viên tự thể hiện, trừ những cái cảnh nào mà đòi hỏi kỹ thuật quá cao, quá khó như là lộn xoắn nhiều vòng thì mới nhờ đến các anh các trainer thôi. Hơn 90% là những pha võ thuật là tự các diễn viên tụi My thể hiện, và My cảm thấy rất là vui khi mình xem lại, mình đánh cũng đẹp đó chứ. Trước ngày bấm máy 10 ngày thì tất cả các diễn viên đều ra ngoài bối cảnh để tập. Ngoài bối cảnh tập thì còn bị căng thẳng hơn nữa, bởi vì tập với những cái đạo cụ và với cái bối cảnh thực sự thì phải đúng vị trí, phải đánh đúng vị trí. Nhiều khi mình tập ở sân thì mình có thể sai được, nhưng mà tập ở bối cảnh thì mình phải tập cho thật nhuần nhuyễn, không sai để mình không phải quay lại. Và tất cả các diễn viên đã dành rất là nhiều thời gian cho tất cả các bài tập của mình, và tới khi quay lại đổi một số động tác nữa, cho nên là tụi My cũng phải là tiếp thu thật là nhanh những cái động tác mới để mình hoàn thành những cái cảnh quay đó một cách tốt nhất. Đỡ đầu đi. Đó. Này là thiệt chứ không phải là giả. Rồi, bọc xuống. Hay cười giữa đường lắm, người ta chưa kịp cười nó cười rồi. Có ba thằng anh Pháp Mỹ đi vô rừng. Yeah. Cái đang đi khám phá này, khi quá chừng luôn cái gặp nguyên bộ tộc da đỏ. Yeah. Cái thằng tù trưởng nó bắt cái thằng ba thằng luôn nhốt lại. Yeah. Nấu nguyên cái chảo dầu sôi xong để chích giữa vậy đó. Cái thằng tù trưởng bắt ba thằng ra nói: "Ba thằng bay, đi vô rừng kiếm cho ta mỗi đứa ba trái đang vô đây, không kiếm được tao sẽ giết hết." Cái ba thằng chạy vô rừng kiếm trái. Thằng anh đầu tiên kiếm được ba trái bưởi. Yeah. Mừng quá chạy về nó: "Tù trưởng ơi, kiếm được ba trái thay tôi đi." Cái thằng tù trưởng nói: "Mày quỳ xuống." Cái giật cái đích nó lên nhét ba trái bưởi vô. nhét không được cho nên là cho nó lên chảo dầu. Cái bắt được ba trái pháo, nhét được trái đầu tiên rồi, cái xong rồi nhét trái thứ hai nó la quá trời la luôn, cái xong rồi họ mới bỏ vô. Đúng rồi, tự nó kể chuyện khác mà. Vì của em là ba thằng Nhật Hồng Kông Hàn Quốc. Em biết gì ai chưa, em biết gì ai. Thì để ta kể đi. Rồi nhét ba trái bưởi không được. Cái thằng tù trưởng tức quá quăng thằng anh lên chảo dầu. Cái thằng Mỹ chạy hết: "Tù trưởng ơi, tôi tìm được ba trái rồi, ba trái Siri." Cái anh tù trưởng kêu: "Mày, okay, nằm xuống, giở đít lên, cái nhét được một trái." Rồi, cái thằng Mỹ nó cười quá chừng luôn. Cái thằng tù trưởng tức quá, kêu nó quăng lên chảo dầu, chết luôn. Cái thằng anh nó chết, nó nằm dưới cây. Còn cái thằng Mỹ nó chết thì nó hiện hồn, đứng kế bên. Cái tới thằng Pháp, nó mừng quá, nó chơi trái đây. Ủa, quên rồi. Rồi, sao? Xuất thân từ làm MC nè, nghe không? Có duyên quá cho nên giờ chuyển qua nghề diễn viên luôn. My và cả ekip đoàn phim đã thực hiện bộ phim này bằng cả tấm lòng yêu nghề,
bằng sự nỗ lực, bằng cả máu và cả mồ hôi. Hy vọng rằng sẽ có một bộ phim thật hoành tráng để phục vụ tất cả quý vị khán giả. Và Diễm My mong rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ hết mình bộ phim Mỹ Nhân Kế. Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất.